It's close, but it needs a little bit more air. There you go, honey. Record that? Yeah. Three out of seven shots. Eight. It's so high. Whoa. Maybe I shot a little bit too. Hello, chào cả nhà. Cái cây này đỏ đỏ nhìn đẹp quá cả nhà. Có nhiều bạn hỏi Nhung Hà ơi, cái cây này cái gì mà đỏ đỏ đẹp quá vậy? Cây này cây gì mình cũng không biết nữa cả nhà ơi. Ông xã mình có lâu lắm rồi, từ hồi ảnh sống ở đây 30 năm là cây này cũng 30 năm rồi nha. Cái cây này đẹp lắm. Mùa đông mà nó rụng hết lá, xong mùa xuân nó lại có lá đỏ đỏ như này đẹp lắm. Rồi hôm nay rủ cả nhà đi đào khoai lang cả nhà ơi. Không biết năm nay có khoai lang hay không, mà mình có trồng ké cho cà chua. Hôm nay thì chắc là mình cũng sẽ dẹp luôn rồi nha. Mình ôi trời, biết cà chua xanh có ăn được nữa không. Cho mình thấy là nó như vậy nè cả nhà. Nó không biết có ăn được cà chua xanh không ha. Chắc mình làm compost hết chứ rồi, chứ mình sợ ăn không được. Nghe nói cà chua xanh có độc gì á, ăn không tốt cho sức khỏe nên thôi chắc mình cũng không dám ăn. Có mấy trái này thì hùm hùm mình hái vô nhà này. Mình để cho nó chín này. Đó, trái này là hái hôm nay, mấy trái hùm hùm này hái nha. Mà hôm nay á là mình sẽ đi đào khoai lang. Không biết có khoai lang không thì hên xui á nhà ơi. Biết đâu được mình có vài củ vô hấp ăn cho nó vui. Đó, năm nay thì mình trồng mấy bên đây và mấy bên kia để hôm nay giờ mình đào trước cái này đi ha. Tươi nhưng mà mấy nữa là đông đá rồi, nên là trang thủ đang còn tươi đẹp. Mình nhổ rồi lát nữa có mấy cái cọng non này nè. Mình trước khi ấy mình hái mấy cái cọng non này trước. Lát này vô mình xào tỏi nè. Năm nay mình ăn cái này đã luôn rồi nhà ơi. Rồi ăn cái lá rồi không biết là nó có củ hay không. Nên xui ha. Nhưng mà ăn được lá của nó, ăn nó xui, trời nó đã, nó ngon gì đâu luôn. Năm nay đã thèm luôn, rau lang bên Mỹ cũng mắc như rau muống mà nhà ơi. Không có rẻ miếng nào hết trơn á. Ô, vẫn có củ rồi nha, có củ. Đây. Trời ơi, vẫn có củ nha nhà. Đó ha. Chưa. Ăn lá quá trời mà vẫn có củ để thu nè, trời ơi. Mùi mè quá. Có củ bình thường rồi nhà ơi. Đây cũng có củ nè. Đó, ủa trời. Đã dữ trời. Đây, bây giờ mình đi đào này. Đào này cả nhà thấy chưa. Đây nè, đó. Quá trời ơi, củ khoai lang nè. Đó, thấy chưa. Mê quá mê cả nhà. Cũng có khoai lang ăn nha. Ai chà. Được cái chuột nhỏ nhỏ nha. Đây đừng củ nó nhỏ kệ đi. Đây. Củ này đâu chưa, cũng đừng củ này, trời ơi đã hay chưa nhỉ. Nó trời ơi. Đây nữa nè. Nó trời, năm nay mình ăn lá đã luôn á chứ. Vậy thôi nhờ. Đó, năm nay được mấy củ khoai lang vô hấp lên ăn. Trời ơi, lát này ngắt mấy cái đọt này nè. Ngắt cái đọt này vô xào đã luôn nè. Ôi, cái đọt còn non ngon. Ngọt rồi nhờ. Rồi, cái chùm bên đây nó bổ không biết có củ không. Hên xui. Ồ, cũng có. Có cả nhà ơi.
Đây này, đi. Đây, có củ, có củ. Đây này, có củ này, có vẻ bẹo bự này cả nhà ơi. Ây da, chà, đã chưa ở nhà? Khoai lang nè. Nhà xem đây nữa nè, ui chà. Khoai lang, khoai lang, khoai lang, khoai lang, có đây cả nhà ơi. Ui, trời ơi, mê quá, mê quá. Ôi, củ này bự quá chừng luôn nè. Trời ơi, đã dữ ta. Đây cả nhà xem nè, ui chà. Ôi ôi. Ôi củ này bự nhất cả nhà ơi. Trời ơi mê quá. Trời ơi, lần đầu tiên mình trồng được củ khoai lang bự chảng luôn cả nhà ơi, đã chưa, đã chưa. Quá mê cả nhà ơi. Trời ơi quá đã luôn á. Ồ chỗ này có lý ha, sang năm trồng chỗ này tiếp. Đây mấy này coi, trời có nữa cả nhà, đây nè, ui trời cả chùm luôn, ui trời, ui ui nhiều 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 luôn cả nhà. Mê quá mê, đây 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 đó. Ui mấy có củ này, bên trong này có củ nào không ha, nghe một dây dài luôn. Như trong đây chắc không có, nhưng mà cái chùm này là có này, mua chưa? Ok nhổ từng cổ lên dễ hơn đó, đây cái chùm đấy cả nhà ơi, đây nhưng mà có một củ bên đây là bự nhất luôn á ha, mê dễ sợ luôn. À hôm nay nè ha, củ này là đại ca nhất luôn rồi, mình đi mình tưởng là không có củ nhưng mà ai về cũng quá quá trời luôn, tại vì năm nay mình ăn lá không là ăn lá, cái thấy đọt ra là mình ăn, đọt ra là mình ăn, cái mình nói rồi chắc năm nay không có củ ai về củ bự nữa cả nha, này đã gì đâu luôn á nè, qua đây nhắc cái đọt rau lang nè, đặng đi vô lát nữa xào ăn thôi, lát nữa mình bị thu mấy cái kia, cái nắng nó héo mấy cái này mang vô nhà cất này, cái đọt non quá trời non, mình khoái. Rồi nhà biết không, cái này mà đi mua đó ha 7-8 đồng có một chút rau à, mà không có đọt non gì đâu, người ta lá là nhiều à. Này nó quá non luôn nè, chưa đã gì không cả nhà, ở bên mình thì rau lang rau muống không không có hiếm, cho mình cả nhà qua Mỹ rồi á. Những cái rau quen thuộc mà mình hay ăn á mình phải trồng cho mình mua mắc chứ lắm mình tiếc, mà với lại ví dụ mình ở thành phố thì mình mua không nói, này trên núi mà làm gì có rau lang ăn, nên là không có rau lang để mua á, chứ không phải là không có rau lang ăn, mà khoai lang cũ thì người ta bán nhiều lắm, nhưng mà cái lá rau lang này này thì không, người ta không bán, người ta chỉ bán cũ thôi, cũ thì ở đâu cũng có nhiều lắm, chợ Mỹ nào cũng có củ thì không có sợ thiếu, mà chỉ có cái lá để mình ăn như này thì không có, chỉ có chợ châu Á thì mới bán. Mà nhiêu đây cũng 10 đô à nhà. Trời ơi, tới mùa đông rồi he, rau nó mắc dữ lắm, tại vì không có trồng được rồi nha, người ta phải vận chuyển từ một cái tiểu bang khác qua, nên á hả, khi mà có rau lang vậy lắm, trời ơi, mừng. Với lại mình nghe nói là rau lang cũng chữa được nhiều bệnh lắm đó. Bây giờ cũng là một vị thuốc đó cả nhà, rau lang. Non ghê luôn. Đã cả nhà. Vừa được thu lá mà vừa được thu củ chơi. 2 ngày nữa, 3 ngày nữa là nó đông đát. Mình đâu có ăn được cái lá này. Thôi bây giờ tranh thủ vừa được củ vừa được lá mà nó cũng đâu bự nữa, nổi nữa đâu. Còn 2 ngày nữa nó cũng không có bự bao nhiêu.
nên là thôi tranh thủ đăng đẹp như thế này nè. Đó, được rổ rau lan, một rổ nho nhỏ củ đại. Hồi xưa bà ngoại mình trồng cái củ rau lan là nhiều lắm. Ông ngoại bà ngoại rồi mình đi chăn bò cho bà ngoại nữa. Rồi đi đào khoai lang, rồi đi mót khoai lang đó vui lắm nha. Mà mình đợi cái mục nó lên thì mình mới biết cái củ khoai lang nó nằm ở đó. Tự nhiên người ta đào đi rồi á, xong rồi mình đi mót mà. Mình đi mót lại mà mình phải đợi cái mục nó nổi lên thì mình mới biết cái đó có cái mục. Nên hả? Một thời đi mót rau lang nè, đi mót củ khoai lang nè, vui lắm rồi nha. Tuổi thơ, kỷ niệm tuổi thơ. Mà công nhận nha, khi người ta đào xong rồi nó nổi cái mục lên, nó nổi nhô lên một phát, nó trời ơi, đào được nửa củ mà nó mừng ơi là mừng luôn. Nhớ mãi không quên luôn chà. Được một rổ rau lang non mươn mướt luôn. Mình dẹp dọn lại vườn rồi cả nhà ơi, cà chua ớt rồi đó. Mình dẹp rồi mình bỏ một ít peat moss cho trong ngay cái gốc của cái cây việt quất á, nó rất là thích. Rồi bây giờ còn một cây cuối cùng, cái dãy này mấy anh đây. Hai nhà xem nó. Cây cây ớt đĩa bay ạ nha. Đây. Cái ớt đĩa bay chị Vinh Nguyễn Thị cuộc sống Mỹ tặng Nhung Hà nè. Cảm ơn chị. Trời ơi, trái quá chừng luôn chị ơi. Nè, xem đã ghê hết chưa? Công nhận chị tặng cây nào cây nấy là trái không là trái. Chị có tay trồng lắm ạ nhà ơi. Chị trồng mà chị nói chung là chị đớ cái tay vô một cái là hả? Trái quá chừng trái, mê lắm. Trái cây của chị trồng trong thùng á, mê lắm cả nhà. Trái nườm nượp, đá. Nhưng mà thì thỉnh thoảng cũng có vài trái cây có trái, lưa thưa. Chứ không có nhiều, trái cây, chị trồng trái cây, ta nói quá đỉnh, quá xuất sắc luôn. Rau gì cây gì cũng vậy đó. Chị mát tay lắm. Trồng cây nào cũng đá. Này chắc một cây này chắc cả rổ này luôn á, đã ghê á nhà ơi. Ớt khía, ớt đĩa bay, hai tên, à ba tên luôn, ớt hoa hồng nữa. Nó vừa giống cái đĩa bay mà nó vừa giống hoa, nó khía cạnh đó, nên nó có ba loại tên, nó có ba tên chứ. Đá gì đâu luôn á nhỏ ơi. Cả rổ nè. Xong là dẹp cây luôn. Còn một cây cuối cùng mé bên kia. Chắc mình bê cái cây đó vô nhà quá, không biết có chỗ để không nữa. Sợ không có. Mình nghĩ chắc không có chỗ để ở nhà quá. Chắc là ít hôm nào qua thu hoạch cái cây mé bên vườn mới luôn. Bên vườn mới còn mấy cây ớt nữa là xong rồi. Chứ là hình như mướp Peru vẫn còn mớ vẫn. Rồi cây đá gì đâu luôn. Cây cái trái mà nó không được chín uổng ha. Nó không kịp chín. Nó ra trái hơi trễ. Rồi mình trồng sớm rồi đó mà không hiểu sao cái nó ra trái chậm thôi à. Nó phát triển cái ra trái chậm. Rồi. Xong là mình nhổ cái em này luôn. Rồi, được cả rổ luôn, đã ghê chưa cả nhà. Mời cả nhà ăn ớt khía cả nhà. Ôi, mình cả rổ đã gì đâu luôn mà cả nhà. Thơm. Giòn. Ngon quá. Vừa giòn, vừa ngọt, vừa thơm. Thơm nhất vườn luôn à. Bữa hôm có một trái nó chín, mình để giống lại rồi. Xạo dựa với cái gốc nó cay đó. Chắc nó mọc gần cái cây ớt cay hay sao giờ nó cay. Nó the the. Nó không cay lắm, nó thè thè ngay cái gốc á. Chắc mình nghĩ nó bị lai rồi. Nhưng mà trái đẹp ghê. Giòn. Xòe đẹp ghê.
trái này nó không ngọt bằng, có độ giòn. Buồn ha, giờ hết cà chua hái rồi, hái cà chua này đỡ. Hôm bữa nhiều ghê luôn á nhà, đã luôn ha. Ủa, cũng có mấy trái hái đỡ ghiền. Cái mé nãy núp trong đây vẫn còn nha, mé ngoài kia nhông hạ nhổ trường lên cây nó đen thui rồi. Này nó ở trong nhà nên còn vẫn còn hái được mấy trái hườm hườm hái nè. Ồ, đây còn cả chùm uống ghê luôn á. Ồ, cả chùm xanh nè, mè quá, hái xanh đỡ liền. Giờ hết trái chín rồi. Xanh hờm hờm hái luôn. Ồ, sao mấy trái ớt nó xót ruột luôn rồi nhà ơi. Tự nhiên nó cay. Tát đi qua hái cái ớt bên kia ăn xem cho nó đỡ cay hơn không. Cà chua cuối mùa giáp vườn. Mình đi đĩa nãy giờ cũng có ớt nè, cũng có khoai lang nè, cũng có cà chua nè.